Dạ, xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Hôm nay em giới thiệu tới quý cô chú anh chị một căn nhà diện tích là ngang 4 dài 8, độ suốt 1 lầu, có 2 phòng ngủ. Hẻm 6m, đường 6A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh. Nhà này chủ mới sửa lại rất là đẹp nha. Hẻm trước nhà rất là thông thoáng luôn. Quý anh chị di chuyển qua chợ Liên Ấp 123 hay ra trường trung học cơ sở Vĩnh Lộc thì cũng chỉ có 5 phút thôi nha quý anh chị. Căn này hướng Bắc, chủ đang rao bán với giá là 1.350 tỷ, mua bán vi bằng. Giá này còn thương lượng nha quý anh chị. Bên ngoài chủ trang bị hai lớp cửa. Phòng khách rất là rộng rãi nha. Căn này thì điện nước sạch có đầy đủ rồi. Khu dân cư hiện hữu. Từ đường Võ Văn Vân quý anh chị đi vô cổng đình á, là đường 6A quý anh chị. Thì chưa qua rạch cầu suối nha. Đây là không gian khu vực bếp và nhà vệ sinh phía bên dưới. Bếp thì chủ trang bị là tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Bằng nhôm nha quý anh chị. Mặt bếp thì bằng đá. Hẻm này thông nên quý anh chị di chuyển rất là dễ dàng nha. Ra Võ Văn Vân hay là về ủy ban, ra đường Lại Hùng Cường cũng rất là tiện lợi quý anh chị. Nhà vệ sinh là sạch sẽ. Nhà này hầu như là chủ sửa lại toàn bộ quý anh chị. Khu này rất là đông dân luôn. Cầu thang rất là chắc chắn nha. Ở trên này có thể làm hai phòng ngủ. Một phòng thì chủ đã ngăn lại rồi quý anh chị. Ánh sáng ở căn này là rất là nhiều nha. Phòng ngủ đây thì cũng khá là rộng rãi ha. Nhà này ánh sáng rất là tốt nên khi về nhà mình không cần phải bật điện nhiều nha quý anh chị. Phòng này chủ ngăn bằng vách nhôm thôi. Về mình muốn có thể xây lại quý anh chị. Đây là nhà vệ sinh phía bên trên. Thì nhà vệ sinh này chủ không có đặt bồn cầu ha. Bên ngoài này là khu vực mở. Quý anh chị có thể làm phòng ngủ hoặc là phòng thờ cũng được nha. Ban công thì rất là sáng. Nhìn xuống đường thoáng lắm nha quý anh chị. Căn này nó giải quyết cho mình được rất nhiều vấn đề. Thứ nhất là đường xá rộng rãi rất là thoáng. Thứ hai là công năng đầy đủ. Có luôn hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Từ vị trí căn nhà di chuyển ra những đường lớn như Võ Văn Vân, Lại Hùng Cường cũng đều gần hết nha quý anh chị. Em xin nhắc lại thông tin căn nhà này một lần nữa. Nhà diện tích là ngang 4 dài 8, độ suốt 1 lầu. Có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Hẻm trước nhà 6m, vị trí là hẻm hai sạc ngắn, đường 6A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh. Căn này chủ đang rao bán với giá là 1.350 tỷ, thì giá này còn thương lượng. Mua bán vi bằng nha quý anh chị, chưa có sổ hồng. Dạ, em xin kết thúc clip ở đây. Cảm ơn quý anh chị đã xem. Hẹn gặp lại quý anh chị ở clip sau.